Hôm nay là 29 Tết, 10 giờ rồi. Dạ vô trời hả, cho đốc trời. Coi trời đêm này nó có cái gì. Thường thường là giờ này là ai đóng cửa hết rồi, hôm nay là 29 Tết thì thấy người còn đông. Mai là 30 đón giao thừa. Giờ này là 22 giờ tối ở giờ Việt Nam. Này chạy xe gì này. Rồi mà vượt tôi cho dữ. Ôi, cái gì vậy? Đó. Mấy hôm trước mùa 27 có ghé đây cho mấy bạn coi là chợ hoa. Hôm nay là 29 nó hơi vắng nên hôm bữa nhiều hoa nở hết, hoa vàng hết rồi đó. Đây là chợ mà tới giờ này còn mà 22 giờ người ta còn đi sắm hoa. Ngày mai ngày cuối cùng rồi, mai chưa là hết rồi, người ta đang đi sắm hoa này đó. Hai bên đó mai chưa là dẹp hết rồi ở đây á, thấy chưa. Mà còn mấy người bán ở đây ở xa tới là không biết ra sao đây, tiền chi phí nó cao đó. Ở đây là công viên 30 tháng 4, đường ăn phố, thức ăn đường phố ở Việt Nam. Đang vắng nhiều rồi. Có thể là hồi giờ này là giờ 22 giờ thì nó vắng rất là bình thường rồi. Đó, mình đây là mình lên tới chợ Châu Đốc. 22 giờ người còn dồn dịp. Đó, đây là chợ hoa. Mấy người ở quê người ta lên người ta bán hoa ở đây. Đó. Cho mấy bạn coi cuộc sống ở Việt Nam. Đây vợ tôi, bà đi mua bánh ăn mà ăn sáng. Bà mua bánh đông bông lan, ở đây là làm bánh ngon lắm. Đây kênh đây, bánh bông lan Việt Nam, made in Việt Nam. Cái nhiều, cái này 35 ngàn cái.
ăn sáng ở Việt Nam mà sống như người nước ngoài á. Đó, mấy ông Tây Ba Lâu ta về ăn Tết Việt Nam á. Ê, lịch lạc xong lắm rồi. Đây là chỗ bán điện thoại di động. Ở Việt Nam lễ Tết hay gì là người ta hay treo cờ. Đông ô mô tô đó, đó là dừa đó, người ta để về bán dừa này đầy luôn này, thấy không? Đây là chùa Bồ Đề Châu Đốc. Bán dưa, dưa vàng, dưa xanh. Dân nào em giơ tay dùng anh cái, tại vì mới rửa xe nước không luôn, nước không luôn, mới rửa xe đẹp đẹp, rửa xe ăn Tết mà chạy vô nước. Biết em giơ tay dùng anh cái đi, cái nhan này nó bị gì lâu rồi không chạy. Xe này mình lâu rồi mình không chạy á. Đánh nhau hả? Lít nó giỡn nhau thôi hả? Để xa cái tế phá bây giờ. Chờ lý do những vòng phá là đi xin nét á. Đó, dừa. Đó, plastic màu vàng. Ở Việt Nam thì người ta thường thường ta lấy dừa màu vàng, màu vàng ta trưng Tết. Bến xe Hùng Cờ lớn nhất Châu Đốc đó, lớn nhất Châu Đốc. Thôi mình cũng đi về thôi, tối rồi, khuya chạy vòng vòng trời đêm coi có gì, coi như là ta dẹp hết rồi. Đây là chỗ bán ăn đêm. Nước này là nước người ta rửa nhà. Năm mới Tết là ta rửa nhà, ta dục đầy đủ. Đó. Nhà nào cũng ăn nhậu à.
Bây giờ ở chỗ rất là phong trào là mì cay, mì Hàn Quốc, mì cay. Ở đâu cũng có bán. Gần sắp sửa tới rồi chưa? Gần tới rồi. Ở Việt Nam là phần đông người ta chạy xe hay mổ qua đau hết mắt. Đi xuống băng có phép mấy á, chẳng nét. Là băng, kêu rồi. Trên kia một chút đây này, mấy anh nhỏ nó phóng 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 tới đằng sau tới thế nhiều quá. Hôm nay là 22, đây là 22 giờ rồi, 22 giờ tối. Hôm nay mình đến chợ đêm thêm một cái nữa cho các bạn. Chúng ta đang chuẩn bị dọn dẹp hết rồi. 22 giờ giờ chắc 22 giờ 30 chắc có thể. Đây là ta dọn dẹp về mấy ngày này là mấy ngày trời rồi bán hàng rong á, rồi đâu có lễ hội là ta đi bán đó. Mình chán chậu đó, mấy anh mấy chị đang dẹp hết rồi. Biết ngồi trên kia phải không? Hồi xưa cái đường đây nó vắng tanh. Đi xưa xem đi.
Dạ. Chạy xe ẩu quá. Đó thấy không, hồi xưa người ta bán bò viên đó là người ta đẩy xe, bây giờ là đời lên đời mới rồi, là bán bò viên là lên xe Honda luôn. Bánh mì bò viên. Bây giờ lên xe Honda lên đời. Đời xưa là đẩy ngồi đạp xe lôi. Thấy không, hôm qua chỗ này là hoa nhóc lên 27 á, là nhóc lên. Hôm nay 29 rồi. Người ta chuẩn bị bán hết là người ta về quê người ta. Ngày mai trưa là người ta dẹp hết ở đây á. Hôm nay là 29. 22 giờ 30 rồi. Còn mấy người này là mấy người ta đi giao hàng cho khách hàng. Đó. Cái gì vậy? Trước ăn đường phố. Thấy không? Người ta bán đủ đồ, đủ món. Nghe nói là năm nay là không có bánh pháo bông. Và thấy vui không? Thấy vui không? Đó, người ta đang tháo rỡ ra hết rồi, ngày mai chưa là hết. Cái này mới là tháo gỡ này. Cái này mới là tháo gỡ. Thấy không, ngày nay là đêm cuối cùng người ta bán. Đó. Một gốc, một bộ, một gốc đó là 25 ngàn. Thấy không? Còn cây mai này nở hoa hết rồi. Ngày mai ta phải trở về. Cây này cũng khoảng mấy trăm, mấy chục triệu, nhiều hơn mấy triệu. Thôi, vậy là hết rồi. Hẹn gặp lại sang năm. Ngày mai mình ra nhà không có được, mình được quay cho mấy bạn coi. Mai phải dọn dẹp nhà cửa rồi. Thấy không, mấy người ta về nhà, về quê người ta dọn dẹp hết rồi. Xong. Xin hẹn gặp lại mấy bạn. Vợ mình chưa chịu quay nữa, đi mua sinh tối đó. Hôm bữa mình quay đây cho mấy bạn coi đó, bây giờ ta dọn dẹp hết rồi là biết là vô Tết rồi. Đêm nay là đêm cuối cùng rồi. Bây giờ là dẫn người yêu tôi đi mua sinh tố. Người vợ tôi.
đêm nay là đêm cuối cùng của 2016, 29 tháng 12 2016. Ngày mai là 30, mai là 30 đón giao thừa rồi. Đây, mua sinh tố ở dưới kia không biết giờ này còn bán hay không. Còn đèn chớp chớp. Đó là giờ sẽ nói nha, đèn chớp chớp. Đây, chỗ bán sinh tố đây. Hai cái gì? Hai mắng cầu. Bán cho ai hai hộp mắng cầu. Ở đây chúng mình thích ăn lắm. Nó ngon lắm. Người ta làm sạch sẽ. Không cho để sữa vô. Con ai vậy? Con ai vậy? Dạ. Đó, có bánh xong bó lương luôn. Mình thích ăn ở đây lắm, ngon. Dầu có mắng cầu, có cà rốt, có bơ. Xong cho mối về không đá tay và đã bảo á. Đây là nước dầu má. Thấy không đấy giờ tôi không. Đây là của tôi hả? Của tôi không? Cái này của tôi hả? Bao nhiêu tiền chị? Là một ly không? Một ly là 15.000. Đây là sinh tố.
Mang đến Việt Nam. Chồng bé hả? Ôi trời ơi. Đi giữ xe hả? Đi giữ xe. Đây là bánh canh nổi tiếng nhất Châu Đốc. Bánh canh khuya. Đó, nổi tiếng nhất Châu Đốc đó. Đây là dưới bên xe cũ đó, xưa. Ngon lắm. Nổi tiếng lắm. Đó là, let's go. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng. Bề tay đô bên nhóm sông tôi ngồi hát cô nghe. Trời ơi cô đừng đi lấy chồng. Để hai thằng buồn bên bà hát lý cây bông. Anh ngân nga vài câu hò lý cây bông. Anh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Anh chỉ sống với mái chèo đâu có đất mênh mông. Chỉ cần em còn ngồi chạy tóc anh quyết ở mãi bên sông. Ơi hò là hò ơi, trong đầm gì đẹp bằng sen. Quê mình ai đẹp bằng em. Em xinh đẹp không cần bằng cây. Mới tí tuổi mà đã biết hẹn. Rồi một kết nên tóc em đi. Dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội và giặt chi sớm em ơi. Khoan, bông trắng và bông xanh nè. Cho anh nhà quê hỏi em còn độc thân hay chăng. Là anh biết anh còn chờ ngày cùng đun thơm hỏi lửa. Ăn chung một mâm cơm họ cho em nghe mỗi bữa. Hai đứa gặp là duyên ghe anh niễn. Tự nhiên em nói nụ. Tự duyên vậy là em thích anh là xiên. Anh biết anh không nhiều tiền. Nhưng mà tiền cũng phải là quyền anh có quyền thương. Quyền nhớ quyền viết cho em bài thơ. Để em gái đừng mỏi làm mơ. Khi ra anh chi chở lúa. Biết đâu anh thành kỹ phú. Thì lúa thóc anh trúng một. Chỉ cần ta còn bên nhau. Và cùng chung một cơn mơ. Chứ đừng bến bồi bến lỡ đến hỏi hàng mong chờ em ơi.